bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa, không để dịch bùng phát mà ảnh hưởng tới nhu cầu mua sắm hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu của người dân. Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Công Thương tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ tháng 1 diễn ra mới đây. Thực hiện chỉ đạo này, các hệ thống bán lẻ đã cung ứng hàng hóa khá đa dạng, đủ chủng loại, đáp ứng nhu cầu sắm Tết Nguyên đán đang cận kề. Trong những ngày qua, nhiều người dân đã đến các khu chợ, siêu thị để mua sắm hàng hóa cho gia đình vào dịp Tết. Năm nay, làn sóng dịch bùng phát trở lại khiến người dân hạn chế du lịch về quê và dẫn đến nhu cầu mua sắm tăng nhẹ. Tết thì là cái thiết phẩm cần thiết rồi thì mình vẫn chuẩn bị là mua bánh kẹo chúc Tết gia đình và để xem coi tình hình dịch bệnh như thế nào. Nếu mà bình thường thì chắc mọi nhu cầu vẫn phát triển bình thường. Cái nhu cầu mua bán này thì cũng tăng thêm một chút để ở nhà gia đình có thể là quây quần đoàn tụ ăn ở trong nhà để cho nó lành, nó khỏi ra đường để có lây nhiễm Covid. Tết Tân Sửu 2021 đánh dấu sự bùng phát trở lại của làn sóng dịch thứ ba. Do vậy, nhiều thói quen, nhu cầu của khách hàng trong dịp này cũng đã thay đổi. Trong những ngày qua, ngoài phục vụ nhu cầu mua sắm trực tiếp, các đơn vị bán lẻ như hệ thống Vinmart, Vinmart Cộng cũng đã triển khai các đơn hàng qua hình thức đi chợ hộ hoặc đặt hàng theo số hotline của siêu thị. Nhu cầu mua hàng online tăng gấp đôi bình thường. Mặc dù là dịch bệnh Covid đã quay trở lại, tuy nhiên thì cái Tết vô cùng quan trọng và ý nghĩa với người dân Việt Nam. Chính vì thế nên là cái nhu cầu mua sắm của khách hàng trong dịp Tết này vẫn tăng một cách đáng kể. Và theo quan sát của chúng tôi thì trong những ngày vừa qua, nhu cầu của khách hàng đến với lại hệ thống siêu thị và mua hàng qua hệ thống online của chúng tôi vẫn tăng đều. Và đặc biệt tập trung vào những cái sản phẩm quan trọng cho dịp Tết như là bánh kẹo hay là những sản phẩm thực phẩm thiết yếu như là dầu ăn hay mì tôm. Theo Bộ Công Thương, do có sự chuẩn bị nguồn hàng từ quý 3, tổng giá trị hàng hóa dự trữ của các doanh nghiệp ước tăng khoảng 10-15% so với các tháng thường trong năm. Đến thời điểm này, có thể khẳng định không lo việc thiếu hàng hóa trước Tết, trong và sau Tết. Có thể khẳng định là các địa phương hết sức chủ động và các cái hệ thống doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp phân phối đấy và các doanh nghiệp mà kinh doanh trong cái lĩnh vực về cung cấp hàng hóa đã làm rất tốt. Và chúng tôi khẳng định là đối với Tết sẽ cung cấp đủ hàng hóa, các cái mặt hàng thiết yếu cho người dân không những ở những thành phố lớn và còn kể cả các vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là những cái vùng mà có dịch. Hiện nguồn cung hàng thiết yếu phục vụ Tết đang được cung cấp, bày bán trong các hệ thống siêu thị với số lượng khá nhiều, giá được niêm yết rõ ràng, đầy đủ và ổn định. Bộ Công Thương dự báo Tết này nhu cầu tiêu dùng thị trường tăng từ 10-15% so với các tháng bình thường trong năm. Các siêu thị, cửa hàng, các chuỗi cửa hàng bán lẻ cũng đồng loạt triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng với mức giảm giá lên đến 50% mỗi ngày áp dụng cho các mặt hàng thiết yếu.